mùa thì tất nhiên là các bạn phải có tre nhá. Tre thì các bạn không cần phải loại tre dày đâu, loại mỏng mỏng nó không cần phải dày, bởi vì mình cũng vót đi để cho nó nhẹ. Quan trọng là nó già, nó có độ đàn hồi là được. Và cái này mới quan trọng này, các bạn phải có bao dứa các bạn nhá. Đấy, cái dây của bao dứa này, đấy cái dây như vậy. Bao này mình lấy bao cám này các bạn, làm nó ok, kêu to lắm. Các bạn có thể lấy dây băng hoặc là dây chun theo cái kiểu của mấy ông Indo ấy, dây chun to đùng ấy, làm cái mòng bằng sải tay luôn. Nhiều bạn rất thích chơi diều bằng nan tre, mình cũng vậy, mình toàn vót bằng tre không à. Mình có chia sẻ cho các bạn cách làm diều sáo ở trong kênh YouTube của mình ấy, các bạn nào mà chưa biết làm hoặc là các bạn có câu hỏi là về diều sáo thì cứ để lại bình luận ở trong video cho mình nhá. Mình biết gì thì mình lại chia sẻ lại cho các bạn chơi. Nói chung về diều sáo thì nhiều cách làm đó các bạn, mỗi người một cách làm khác nhau và mỗi người một kinh nghiệm chơi khác nhau à. Nói chung là mình cảm thấy con diều nó bay ổn định và cao nó đứng ấy, thì mình lại chia sẻ lại cho các bạn. Mòng diều thì mình nào cũng vậy thôi. Nói chung là cái mòng này thì nó kéo gió ghê đó các bạn nhá. Cái dây nó nhỏ thôi nhưng mà lúc lên trên ấy là gió nó to, nó sẽ bẹt cái dây ra to cỡ tầm khoảng 2-3 phân ấy, là nó cản gió diều rất mạnh. Nếu mà các bạn làm mòng nhiều ấy là diều của mình nó khó bay đứng lắm và nó nặng diều ấy. Cứ gió to là bắt đầu nó ghim diều xuống rất là nhiều. Nên là mình không khi nào mình làm nhiều quá, làm vừa vừa thôi để nó căn vừa con diều. Nếu mà làm nhiều quá thì nó kêu to nhưng mà diều nó bay tà tà, trông nó chán lắm, không được đẹp. Các bạn vót mòng diều các bạn chừa lại cái phần vỏ của cái cây tre cho mình nhá. Đấy, cái phần này là các bạn phải chừa lại, đừng có vót đi, để nó tạo được cái độ đàn hồi mạnh ấy. Nếu mà các bạn vót đi là thua luôn đấy. Mòng này thì mình làm cái lan nhỏ một xíu nhưng mà cái độ đàn hồi phải cao. Mình vót nhỏ đi để nó nhẹ diều ấy các bạn. Với lại mình phải để vỏ lại để nó đàn hồi mạnh ấy, cái dây mỏng nó mới căng, nó mới kêu mạnh. Các bạn làm mà dây mỏng mà mỏng quá thì gió nhẹ trùng quá ấy, thì gió nhẹ nó cũng kêu, nhưng mà gió to là nó lít tiếng ngay. Làm vừa vừa, làm căng quá thì lại không có gió để thổi kêu được các bạn ạ. Mình coi mấy anh em bên Indo thả cái diều mà làm cái mòng ở trên đầu mình, cái diều nhìn nó buồn cười lắm các bạn. Cái mòng nó to lắm, to bằng cả sải tay của mình này. Cái khung mòng ấy to như vậy ấy, ở trên hình như là mấy ông ấy buộc cái dây chun các bạn, nó kêu bành bành giống như là trực thăng ấy, kêu cũng ác chiến luôn. Thấy buộc có mỗi cái nhưng mà kêu cũng to lắm, bởi vì làm to, làm bằng cả sải tay luôn mà, chắc buộc cái dây chun. Nhìn mấy ông thả diều buồn cười lắm. Để mình vót xong mình chỉ cho các bạn cái chỗ quan trọng của mòng nhá. Mấy cái cây mòng này mình vót xong rồi mình sẽ cho vô cái dây bao cho các bạn coi. Cái độ to thì nó bằng cái dây bao rồi nhưng mà cái chiều dài của mỗi mòng là để sắp xếp vô cái của mòng ấy, quan trọng lắm để nó kêu to được. Mình coi thấy nhiều anh em làm mòng làm cả hơn chục cái nữa, ác man luôn. Mình thì làm theo cách của mình, vài cái là kêu gian trời lên này. Cái mòng này có cái các bạn làm nó căng vừa phải, nó kêu ù giống như diều sáo luôn các bạn. Nếu mà gió to nó kêu giống như diều sáo luôn ấy. À, nó kêu giống như sáo diều luôn ấy. Vót cây lan mỏng mà lâu phết đấy các bạn. Nó nhỏ mình phải vuốt khéo từ từ không là. Với lại cái độ cong độ cân nó phải đều với nhau ấy, khi mà mình thả nên nó đỡ bị vặn mòng. Mình đang làm con diều 1m8 các bạn nhé. Làm con diều sáo 1m8, khung cánh lại còn 1m8 theo yêu cầu của nhiều anh em, thì mình đang làm và chuẩn bị ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em làm con diều 1m8 khi mà khung cánh lại. Các bạn nhớ đón xem video hướng dẫn diều 1m8 của mình nhá. Nói chung là chi tiết cho các bạn từ đầu tới cuối luôn, vót tre rồi lên khung khâu áo buộc lèo, nói chung là đầy đủ hết. Mình chỉ chia sẻ theo kinh nghiệm của mình. Thì Những bạn nào thấy hay hữu ích thì các bạn áp dụng nhá. Nói chung là bay ok mà, cao đứng, đèo sáo vô tư luôn. Diều mét 8 thì các bạn thả là cũng khá căng tay đấy. Bạn học cấp 1, cấp 2 thả vô tư. Cấp 1 thì hơi nhỏ một xíu, khoảng lớp 4 lớp 5 thì các bạn thả ok đấy. Lớp 3 thì hơi bé các bạn nhá. Lớp 3 các bạn thả diều mét 3 là ok. Thả to quá siết tay nguy hiểm. Đấy, vậy là gần xong rồi. Gần xong lan rồi các bạn ạ. Xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn buộc. Buộc cái này quan trọng lắm để nó kêu to ấy. Bữa nay ở dưới mình gió cũng to ấy, hình như là đang có bão ở ngoài biển. Mình đang ở trong Nam, đang là mùa mưa, mùa khô thì gió nhiều. Nói chung là chơi diều thì chơi quanh năm luôn, đúng không các bạn? Đâu nhất thiết phải là mùa nào cũng chơi được. Cứ có gió là tung thôi, cứ có gió là tung diều cho các bạn coi. Rồi, vậy là mình đã vót xong lan cỏ mòng. Các bạn lưu ý cho mình nhá, để mòng kêu to và nó không bị nít tiếng ấy, thì cái đầu tiên là các bạn sẽ làm cái thanh ngắn này, rồi dài dần các bạn nhá. Cái này là ở cuối cùng, ở gần giữa cái diều thì các bạn để dài và to nhất cho mình. Đó, và cái cây này là cây cái, để tí nữa các bạn sẽ buộc vào giữa như vậy. Các bạn sẽ buộc cái cây này vô cái cây cái của diều. Cây cái này các bạn sẽ làm cái độ to á, là bằng cái cây cái diều cho mình. Nhưng mà cái độ mỏng các bạn vót mỏng, thật mỏng cho mình nhá, để nó nhẹ, đừng có làm dày quá nó nặng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi mình cột vào, mình hướng dẫn cho các bạn cột dây mòng sao cho nó chuẩn và nó kêu to nhá. Các bạn chọn dây dứa cho mình nhá, cứ dây nào thẳng và phẳng nhất thì các bạn lấy. Đấy, ok các bạn. Rồi các bạn sẽ vuốt sạch cái cám hoặc là bụi bẩn ở trên cái dây đi cho mình, để nó dễ kêu hơn. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn buộc dây mỏng nhá. Các bạn lưu ý cho mình là cái phần vỏ này thì các bạn sẽ khum vô trong cho mình. Đấy, để sao để cái vòng cung mỏng này thì nó được căng nhất và nó mạnh nhất. Nếu mà các bạn khum cái ruột vô trong ấy thì cái khung tre của mình nó sẽ không được căng dây các bạn nhá. Các bạn khum cái phần vỏ vô trong cho mình thì đảm bảo là cái mòng của bạn nó rất là căng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn buộc dây mòng. Đây là cái phần trong phần vỏ. Mình sẽ đặt một đầu dây vô cái vỏ lan mòng cho mình. Rồi cái đôi dây này là dây còn lại này, các bạn sẽ kéo lên trên. Rồi các bạn sẽ kéo lại phía sau cho mình khoảng 2 phân, 2 hoặc 3 phân để các bạn buộc dây nó chắc. Rồi các bạn sẽ kéo ngược lên cho mình nhá. Kéo ngược lên và để vô giữa cái lan mòng luôn. Đó. Mục đích của mình quấn ngược lại như vậy để tạo một cái lớp dây ở trong này, để khi mà cái mòng của các bạn nó lên trên gió nó thổi to á, nó đỡ bị tét, nó đỡ bị cọ vô cái nan tre. Rồi các bạn sẽ dùng dây á, các bạn buộc hết cái đoạn ở dưới này cho mình, buộc cứng vào, buộc tận lên trên cái phần trên đầu của cái nan tre này luôn. Để mình quấn rồi mình cho các bạn coi nhá. Rồi đầu dây các bạn sẽ buộc sát lên cho mình như vậy nha. Đó, cái phần dây này nó sẽ nằm ở giữa cái cây lan. Phần trong này thì có một cái lớp dây để tránh bị xước. Đó, các bạn quấn tít lên trên này cho mình, khi gió lên thì nó đỡ bị trẹo dây xuống dưới cái nan. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn buộc đầu còn lại. Đầu còn lại thì các bạn sẽ tì cái đầu này xuống đùi cho mình. Các bạn nhớ là cái dây này các bạn phải để phẳng nhá, đừng để nó xoắn vỏ đỗ, để phẳng một mặt phẳng từ đầu này tới đầu kia. Rồi các bạn sẽ khum cái nan lại cho mình. Đấy, khung vừa vừa đấy các bạn nhé, đừng khung quá. Rồi Cái dây này các bạn sẽ so thẳng từ dưới lên này. Đó, và các bạn sẽ đặt cái phần này ở trong, đặt cái đầu dây này ở trong này. Mình quay dịch lên cho các bạn dễ nhìn nhá. Đặt một cái đầu này ở trong rồi các bạn sẽ kéo cái này, kéo cái phần dây này còn lại cho cái phần dây này còn lại phía sau cho mình. Rồi cái dây này là các bạn sẽ đặt lên trên nhá. Đó, và các bạn sẽ dùng dây các bạn quấn chặt lại giống như đầu bên này. Đó, như vậy là ok. Các bạn nhớ là ở phía trong này phải có một cái lớp dây để nó bảo vệ mòng nhá. Như vậy là mình buộc xong các bạn. Đấy. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn buộc vào cây cái của mòng nhá. Cái này cũng khá là quan trọng đấy. Rồi cái mòng này thì các bạn sẽ thử màu cho mình. Các bạn này cua nó này này. Đó, nếu mà cái chiều nào nó kêu to thì các bạn sẽ để ở phần đầu của cây cái mòng cho mình nhá. Xíu nữa mình sẽ nắp lên trên đầu diều. Thì khi mà gió nó thổi từ phía trước lại thì nó sẽ kêu to hơn. Chắc chắn với các bạn là nó sẽ có đầu kêu nhỏ, đầu kêu to. Đầu dễ kêu và đầu nó khó kêu ấy. Âm nó cũng khác nhau nữa. Thì các bạn cứ cua rồi các bạn lựa chọn đầu phù hợp cho mình, các bạn đặt lên trên nhá. Đấy, vậy là mình đã buộc xong mòng vào cây cái này rồi. Thì cái khoảng cách ở dưới này các bạn không quan trọng nữa. Các bạn quan trọng là các bạn căn ở cái khoảng cách trên này. Đấy, nó sẽ xếp dần theo thứ tự là thấp rồi cao, cao dần rồi cao, và cuối cùng là cao nhất. Thì khi mà gió tạt vô thì cái trước nó không bị che, cái gió ở đằng sau thì nó sẽ kêu đều các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ test cái dàn mòng này bằng tay cho các bạn nghe thử âm thanh nó đã như thế nào. Để mình test âm cho các bạn nghe nhá. Kêu quá đã luôn các bạn ạ. Vậy là video này mình đã hướng dẫn chi tiết xong cho các bạn làm mòng diều. Thì ở video sau ấy mình sẽ ráp chiếc mòng này lên con diều sáo 2,5 m của mình. Rồi mình sẽ test âm cho các bạn nghe nhá. Mời các bạn cùng đón xem video tiếp theo của mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.